cắt đáy xương sẹo hay là tách đáy xương sẹo thì khác với phá đáy xương sẹo như thế nào? Rất nhiều bạn đang còn lầm tưởng và không phân biệt được thế nào là cắt đáy sẹo, thế nào là tách đáy sẹo. Và cũng rất là nhiều cái cơ sở đang lẫn lộn cái khái niệm là cắt đáy sẹo và phá đáy sẹo. Thì trong video hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút để cho các bạn rõ hơn trong cái trường hợp mà các bạn dùng cái phương pháp nào là tách, phương pháp nào là cắt, và mỗi phương pháp này thì nó có ưu nhược điểm gì. Chúng ta nên chọn cái phương pháp nào phù hợp cho mỗi dạng sẹo khác nhau, chứ không phải tất cả các dạng sẹo mà các bạn cứ bảo là cắt nhưng mà các bạn toàn phá đáy sẹo thôi. Thì các bạn lưu ý nhé. Các bạn hình dung cái sẹo lõm như thế này, tức là nó bị lõm xuống như này đúng không? Đây, cái lõm như này. Đấy, hiểu hình dung đơn giản thế này thôi. Sau đó thì cái cắt đáy sẹo có nghĩa là người ta sẽ dùng một cái dụng cụ, người ta luồn xuống dưới, xuống vào trong cái da của cái chỗ đáy sẹo này. Người ta luồn, người ta cắt, người ta tách ra. Sau đó người ta giữ nguyên cái vạt da của đáy sẹo này. Thì sau khi cắt tách ra thì có phải là một cái lượng máu nó sẽ chảy ra và nó sẽ đẩy gồ cái đáy sẹo lên phẳng thế này, đúng không ạ? Thì đấy là một trong những phương pháp cắt đáy sẹo đấy, và giữ cái vạt da, và đấy mới gọi là phương pháp cắt sơ sẹo hay là cắt đáy sẹo. Và sau khi cắt xong thì cái vết sẹo đó nó có cái màu tím hoặc màu đỏ do là cái mô tổn thương nó ở dưới da, và nó có thể là có đọng một chút máu, nó gây thâm, nó gây tím. Sau đó thì 5, 7 ngày, 10 ngày nó tiêu máu tụ ở phần vết thương đó, và nó tiêu dần đi, nó để lại một cái vết là hơi đỏ. Thì đấy nhá, đấy là cắt đáy sẹo, các bạn nhớ đấy là cắt đáy sẹo. Thứ hai là phương pháp phá đáy sẹo hay là phá sơ sẹo. Thì các bạn hình dung như này, đây là hình dung là một cái đáy của cái vết sẹo đây đúng không, như thế này. Thì phá là gì, là làm thế nào đó bằng tổn thương cơ học, bằng laser, bằng hóa chất, người ta làm cho cái da của cái đáy sẹo này đấy, làm nó tổn thương và sau nó bong ra, nó mất cái da đáy sẹo này đi. Có thể dùng cái đầu kim, rất nhiều người dùng cái đầu kim, cái đầu dao cha đánh cơ học ở đây, sau đó tạo thành những cái vẩy và nó bong ra. Chấm TCA là một dạng phá đáy sẹo, bắn laser CO2 hoặc CO2 fractional bắn hết vào đây, nó bốc bay đi luôn, hoặc nó giữ lại đây, sau nó bong cái vẩy ra, thì đấy là phá đáy hay phá sơ sẹo. Thì những trường hợp này là những trường hợp mà cái sẹo nó rất nhỏ, nó nhọn, cái bờ của nó góc cạnh chúng ta không thể nào mà cắt được do diện tích nó nhỏ và nó nhọn, nó sâu, thì khi này chúng ta mới cần phá cái sơ dính của sẹo đi. Sau đó thì nó sẽ tạo một cái sẹo lớn hơn, rộng hơn, và tiếp theo là chúng ta mới dùng các cái biện pháp là lăng kim, phi kim và tiêm meso vào, thì cái vùng mô tổn thương mới sau khi nó bong cái vẩy sơ sẹo ra nó mới đầy dần lên đó. Thì đấy là hai phương pháp hoàn toàn khác nhau, chứ không phải cái nào các bạn cũng gọi là cắt hay là tách đáy sẹo nhé. Và bản chất các bạn nhận ra một điều rằng là một bên thì nó giữ được cái da, đúng không ạ, giữ được cái da của đáy sẹo, còn một bên thì nó bị bong ra, nó biến mất đi. Thì rõ ràng là nếu mà trong trường hợp chúng ta giữ được cái da và bên dưới nó tăng sinh lên cộng với cái da ở trên mặt, thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn, nó sẽ nhanh hơn. Còn trong trường hợp mà chúng ta bị lấy mất đi thì hiệu quả nó sẽ chậm hơn, lâu hơn, rất rõ ràng. Nhưng mà rất là nhiều bạn ấy đi điều trị thì sẹo dạng nào người ta cũng dùng cái phương pháp phá đáy sẹo, phá sơ sẹo để làm cho các bạn đấy, để làm cho các bạn, thì sau đó thì nó bong ra và rất nhiều bạn không được cái hiệu quả như mong muốn. Thì các bạn lưu ý, đây là hai phương pháp hàng đầu, bước đầu trong cái quá trình điều trị sẹo lõm, sẹo lõm, nên là cần phải chọn đúng. Ví dụ như là những cái dạng sẹo đáy rộng, sẹo lõm, sẹo teo, sẹo thủy đậu đáy rộng, lòng chảo hoặc đáy vuông nhưng nó rộng, thì các bạn nên dùng các phương pháp cắt để tách đáy sẹo, giữ vật ra. Thì sau đó chỉ cần từ 1 đến 2 lần thôi là gần như hoàn toàn, có thể là đầy lên tầm khoảng 60-70%. Nếu các bạn áp dụng cái kỹ thuật mới bây giờ là cái kỹ thuật đệm vào dưới cái đáy chúng ta bị cắt ấy, sẹo bị cắt ấy, đệm vào cái sợi sinh học từ tự thân của chúng ta, thì hoàn toàn sau 1-2 lần nó có thể đầy tầm khoảng 80-90%. Còn lại những cái dạng sẹo nhỏ nhọn, sâu thì nên dùng cái phương pháp phá đáy sơ sẹo. Nên là các bạn lưu ý trong quá trình các bạn điều trị sẹo rộ, sẹo lõm nhé.
đừng quên đăng ký kênh và để lại một cái ý kiến của bạn. Và nếu mà những bạn nào đang bị sẹo rỗ sẹo lõm và tìm cách phương pháp để điều trị để cho sẹo nó đầy lên thì các bạn lưu ý là có thể là bình luận xuống bên dưới hoặc là kết bạn Zalo với cả tôi để tôi có thể là tư vấn cho các bạn qua những cái hình ảnh các bạn gửi cho tôi qua Zalo. Số Zalo của bác sĩ làm việc, đây là số làm việc của bác sĩ để dưới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và rất mong được nhận được sự phản hồi từ các bạn đang tìm kiếm điều trị sẹo cũng như là các bạn là kỹ thuật viên, là bác sĩ đang trị liệu sẹo rỗ sẹo lõm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc bạn sức khỏe.